tối 27 tháng 10, dàn xếp giấy phóng viên báo giao thông, chỉ đạo đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, thông tin, đội đã bàn giao vụ ô tô 5 chỗ Ford Ecoport tự đâm vào giải phân cách trên đường giải phóng cho công an quận Hoàng Mai thủ lý giải quyết thông tin ban đầu, vào hồi 17 giờ 55 chiều cùng ngày ngày 27 tháng 10 trên tuyến đường giải phóng hướng đi huyện Thanh Trì, xảy ra vụ tai nạn khi xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Ford Ecos màu đỏ mang băng kiểm soát 30E12659 bất ngờ tông đổ hàng rào sắt chắn cách khoảng 2 chiều đường. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên đường khá vắng, Ford Ecobo màu đỏ mang băng kiểm soát 30E12.659 đi tốc độ khá nhanh rồi bất ngờ đâm vào giải phân cách cứng giữa đường, lật nghiêng, không gia chạm với phương tiện nào. Tôi đứng bên đường nghe quỳnh một cái, nhìn ra đã thấy ô tô lật nghiêng. Cùng lúc, nhiều thanh niên ngồi ở quán nước chạy ra, giúp 5 người trong xe ô tô thoát ra ngoài, rất may không ai bị mến cả. Phải thì được biết năm người trong ô tô là cùng một gia đình, nhân chứng này cho hay. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn tự gây trên, đội cảnh sát giao thông số 14 đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động, công an quận Hoàng Mai đến khám nghiệm hiện trường, thụ lý giải quyết vụ việc.